Cây này cây mai chương thủy nha mấy bạn. Cây này cây hôm bữa nè. Cây này mình nói hình chiếc cúp nè. Cây này mà thấy không? Nhà nhìn cái cây này y như cây bao báp của châu Phi á nha. Anh em nào không biết cây bao báp thì cứ lên mạng đánh kiểu bao báp. Nhìn nó ngộ lắm mấy bạn ơi. Y hình chiếc cúp. Việc giải. Cây này người ta dâm nè. Mình thấy không? Hay lắm. Cây này nhìn hay ghê. Cây này cuối tuần rồi. Cuối tuần mình con số cây mình bán hạ giá, con số cây rút vốn luôn các bạn. Cây này mình mới làm lại nè. Mình buông kẽm ra, mình vô kẽm mới này nha các bạn, làm lại luôn. Vô dàn xương lại. Kẽm người ta bỏ riết thời gian khuyết cây quá trời, mình vô kẽm lại. Cây này nói chung là chỉ chơi thôi. Mốt nó ra là lá lại đẹp, ra lá mới lại đẹp lắm các bạn. Cây này nó chiều cao nó khoảng 30 mấy thôi, 34 thôi. Mà chỉ không quẹt không. Đó. Cây này mà nó nhìn nó hay hay. Nhìn nó già cây mà nó hay hay, da đen nu, nu da đen. Cây này nhìn nó hay lắm các bạn. Già nua. Già nua theo thời gian. Tại người ta bầu trên cây bự mà. Ta bầu nguyên cây bự ra mà. Quay lại cái nào, cái này giảm giá nè, giảm giá xị hay xị cho anh em mua được ủng hộ. Cái này mình thấy thích quá nên mình mua nè. Cái này là trường phái lạ lắm, nó hơi khác thường một tí thôi, tại vì nó cầm vô y như nó dài như cái này, nó nói chung nó lạ, cái tông tông cây nó lạ nha các bạn, nhìn nó hay hay. Tôi thấy vậy chứ còn không biết anh em mỗi người mỗi thứ, tôi cũng rạch. Tại cây này là ông chiếc cành, ông chiếc trên một cái cây già, ông chiếc làm 3 khúc. Ông bán 2 khúc kia còn có khúc này nè. Mà như thế nha bạn. Da đen, nuôi da đen. Cây này hạ giá hôm nay nữa bán không được anh em nào. Bỏ chậu nuôi. Cặp. Nhìn nó lạ nó hay hay sao. Chung chơi kỹ quan trọng là cái nét lạ. Lạ độc đáo, nhìn cái cây nó cũng hay hay. Khác thường là được rồi. Nói chung là nó khác thường là được rồi. Cái hoành khoảng 30 mấy nha mày. Hoành như chỗ này. 34 35 à. Như cụm đế khoảng 32 23 gì. Rễ nó bổ đều hết nhưng mà thật sự là rễ chiếc cành, rễ bầu quá. Hoặc là dâm cành. Rễ bổ nhưng mà dâm khéo, bổ đều hết là vậy là khá rồi. Mày chiến thị lá lớn, nuôi da đen lá lớn.